Rồi hello anh em ha Này tối ngày 13 tháng 2 Hôm nay thì em quay lên cho anh em xem một em chống ASU Bobby này nha Gần 4 tháng nha anh em cái lô tư rồi nha Cái này là bữa cái anh kia anh bắt nguyên bầy rồi chứ Mà không biết sót sao nó chạy sao mà nó bung ra gửi bị thiếu con Đó. Thiếu con bây giờ đăng lên bán luôn chứ biết làm sao bây giờ con này nó dữ lắm nha anh em cỡ này là cỡ máy lớn là nó, cắn hết rồi đó. đó cái mỏ cái phần này, cái, mọ, cái mỏ mọ, cái mồng đó là nó mới cắn ngày máy cây xong á phòng cơ bắp nha một kg tư rồi nha anh em con này chặn uh, trưởng thành của nó gần 3 kg hơn 3 kg nha con này nó mạnh dữ lắm mạnh ôm lên nó tay nó gần lắm cán con này hai hàng trên vuông khô tuyệt đối luôn nha anh em sạch sẽ luôn Rồi ai có mến thì alo em ha Số điện thoại em ngay phía dưới màn hình nha anh em à, Con này thì em để giá là một triệu 2, 2 nha Giá trên là bao ship cho anh em luôn Tất cả mọi miền luôn ha Có bắt hai con đó, Bỏ chung một thùng người ta cũng tính là 200 Mà có bỏ một con cho một thùng người ta cũng tính là 200 hết Nên em để giá vậy ha Rồi